Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ sẽ là trận đấu thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Brighton và Manchester United. Sau khi hấp ngã ở vòng đầu tiên trước Chelsea, Brighton đang dần cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi khi được hai chiến thắng liên tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh và Premier League. Trận đấu gần nhất ở vòng 2 Brighton có chiến thắng thuyết phục trước Newcastle với tỷ số là 3-0 và họ đã cải thiện vị trí lên đứng thứ 8 ở trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì Manchester United đang cho thấy phong độ không được tốt ngay trận ra mắt giải ngoại hạng năm nay được chơi trên sân nhà. Nhưng thầy trò Solskjaer đã gây thất vọng khi thua sốc với tỷ số 1-3 trước Crystal Palace. Rất may là sau đó thì MU cũng đã kịp lấy lại thể diện phần nào với chiến thắng 3-0 trước Luton Town tại Cúp Liên đoàn. Đối đầu với đội bóng chơi phản công hay như Brighton sẽ không dễ dàng cho MU ở thời điểm này, nhất là khi hàng thủ của Quỷ Đỏ chưa thể làm vơi bớt nỗi lo. Bên phía đội chủ nhà Brighton, cái tên đáng chú ý nhất mới xuất hiện đó là Adam Lallana cũng đã được ra sân ở trận đấu trước. Với tấm thẻ đỏ của Bissouma, Lallana gần như chắc chắn được trao cơ hội ở tuyến giữa. Hàng công Brighton sẽ vẫn trông chờ vào Maupay, cầu thủ đã lập cú đúp ở trận đấu vừa qua trước Newcastle. Trong khi đó, Manchester United đang loay hoay với việc sắp xếp các vị trí ở tuyến giữa. Màn trình diễn tệ hại của Pogba có thể khiến anh mất vị trí vào tay của tân binh Van der Beek, người đã ghi bàn duy nhất cho MU ở trận thua Crystal. Rashford và Greenwood đã ghi bàn ở cúp liên đoàn và họ sẽ tiếp tục đá chính trên hàng công cùng với Martial. Ở 5 lần gặp gỡ gần nhất, Manchester United đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước Brighton. Tuy nhiên, phong độ trong thời gian qua của MU tỏ ra không thuyết phục khi họ để thua 3 trên 5 trận đấu gần đây. Trong khi đó, ngoại trừ trận thua Chelsea thì Brighton đã không thua ở 4 trên 5 trận đấu đã qua trên các mặt trận. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là tỷ lệ của trận đấu này, Manchester United sẽ chấp Brighton 3 phần 4. Có lẽ trận thua đầu mùa sẽ khiến cho MU phải chấp nhận thực tế rằng họ nên lựa chọn một lối chơi hợp lý hơn là chỉ cầm bóng tấn công dồn dập nhưng lại thiếu hiệu quả. Dù sao thì Brighton cũng là bại tướng quen thuộc của MU nên thầy trò Sosa nhiều khả năng vẫn vượt qua được cao chấp này. Và tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2 1/2. Các thống kê đối đầu chỉ ra rằng các trận đấu giữa Manchester United và Brighton đều có nhiều bàn thắng. Việc hàng thủ của MU cũng liên tiếp mắc sai lầm cũng sẽ khiến cho trận đấu này trở nên cởi mở hơn. Và dự đoán của chúng tôi ở trận này, Manchester United sẽ giành chiến thắng trên sân Brighton với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt.